Top những tuyệt chiêu thao túng tâm lý mà sếp thường hay áp dụng đối với nhân viên. Top 1. Tống tiến mình là một gia đình là làm hết mình, làm hết mình là nhảy sắp sinh, nhận email là bất thình lình, đủ gì. Cứ ngỡ công ty là gia đình, cho tới khi thình lình mất việc. Vậy cuối cùng có nên trung thành với công ty hay không? Có nên hết lòng cống hiến và phụng sự, sẵn sàng hy sinh thanh xuân, thời gian, sức lực với một niềm tin và một sự trung thành ngược lại từ phía doanh nghiệp? Và rồi nếu bây giờ chúng ta quay trở về với một cái thái độ rạch ròi rõ ràng, tiền trao cháo múc, công việc đơn giản là thứ để kiếm tiền, liệu đó có phải là một thái độ hợp lý và an toàn không? Đó là hàng loạt những câu hỏi đang dấy lên trong lòng của rất nhiều những cái người đi làm ngay lúc này, sau khi chúng ta chứng kiến hàng loạt những công ty được mệnh danh là những doanh nghiệp tuyệt vời nhất trên thế giới, the best employers in the world, giống như là Google, Amazon, Facebook, Microsoft, thậm chí Disney liên tục sa thải hàng loạt, hàng chục ngàn nhân sự, kể cả những nhân sự thâm niên đang làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, kể cả những phụ nữ đang nghỉ thai sản. Tất cả tình cảm, sự kết nối, sự tin tưởng, tất cả những cái ấp ủ dự định tài chính của cá nhân, của gia đình họ, của con cái họ vụt tắt sau một chiếc email lạnh lùng và tàn nhẫn: You're fired. Dĩ nhiên chúng ta hiểu là suy thoái kinh tế đang cận kề, triển vọng lợi nhuận bị đe dọa, và đây là cái hệ quả cũng khá là tự nhiên của cái động thái tuyển dụng hàng loạt và lạc quan thái quá của những công ty công nghệ trong vòng 3 năm của đại dịch Covid. Nhưng rõ ràng cái hành động quay xe rất gắt này của lãnh đạo các doanh nghiệp làm hàng trăm ngàn những người lao động không khỏi chới với, chạnh lòng. Đó là lúc mà tất cả những người còn lại cũng bắt đầu bâng khuâng về cái khẩu hiệu hãy xem công ty là một gia đình, hãy xem đồng nghiệp như anh chị em một nhà. Thiệt á, anh chị em gì mà chơi với nhau gắt dữ vậy các bạn? Và khi đó chúng ta bắt đầu ngờ vực những cái khẩu hiệu mà những người sếp ngày đó đã dõng dạc hô hào trước công ty, trước tập thể. Well, thành thật mà nói thì cá nhân anh cũng là một ông sếp, anh cũng dẫn dắt một cái đội ngũ để xây dựng và phát triển hơn một chục cái dự án kinh doanh trong gần 15 năm qua. Cho nên thẳng thắn nha các bạn, có những thứ quan trọng hơn là tiền lương các bạn ạ. Đó là lý tưởng, là giấc mơ. Chúng ta phải sống, phải khát vọng, chứ đừng có tồn tại một cách đơn thuần nữa. Và đến một ngày nào đó, đừng hỏi là doanh nghiệp đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi là chúng ta đã làm được gì cho doanh nghiệp ngày hôm nay. Đừng xem công ty như một gia đình, đúng, hãy xem công ty như một lý tưởng của đời mình, là sứ mạng mà chúng ta sinh ra để cống hiến, là lý do mà chúng ta tồn tại. Và rồi ngày hôm nay nếu công ty của các bạn rơi vào khó khăn, các bạn à, đừng đợi tới lúc bị sa thải, hãy chủ động đến đề đạt với ban giám đốc để được làm việc không lương, thậm chí đóng góp tiền bạc của bản thân, của gia đình mình để giúp vực dậy doanh nghiệp trong những thời điểm gian khó. Có công góp công, có của góp của, thì đó mới là thái độ của một con người trung thành với lý tưởng, một con người có ước mơ và hoài bão. Các bạn hãy nhìn lại đi, lịch sử đã chứng minh hết lần này tới lần khác, chính những cá nhân hết lòng và tận tụy với sự hy sinh của doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn và gian nan nhất, thì sau này khi doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng và phát triển rực rỡ, thì chính họ, chính những con người dạt dào lý tưởng đó sẽ cảm nhận được sâu sắc bài học của cuộc đời này. Suy cho cùng, lý tưởng là gì? Là tưởng là có lý đó quý vị. Lý tưởng là thao túng tâm lý, vậy thôi nha quý vị. Hả? Kinh khủng vậy hả anh? Trời ơi, giang hồ hiểm ác mà công ty thì khó lường, em lo lắng quá. Cho nên, anh mạnh dạn đề xuất, thay vì chúng ta ngồi tặc lưỡi, xót xa và phẫn uất cho những người nhân viên rất thông minh và tài giỏi, có thu nhập thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới, vừa mới bị sa thải và mất việc đó ở bên Mỹ, ở khắp thế giới, rồi đâm ra ngờ vực, hoang mang, lo sợ cho công việc, cho tương lai sự nghiệp của mình, thì chi bằng mỗi chúng ta ngay lúc này qua cái câu chuyện đó rút ra cho mình một cái góc nhìn sâu sắc hơn, để rồi mỗi bạn có thể giữ được cho mình sự tỉnh táo, sắc sảo khi lựa chọn lãnh đạo, lựa chọn công ty và môi trường làm việc cho riêng mình. Và rồi mỗi quản lý, giám đốc, những người dẫn dắt đội nhóm ngày hôm nay có thể có một cái góc nhìn mới mẻ hơn, thực tế hơn, để cải tiến cách thức tổ chức, kết nối và phát triển cho nhân sự, cho đội nhóm của mình. Làm sao cho đừng có mang tiếng là lý thông gian ác. Ok?
Cho nên nếu các bạn đã sẵn sàng phân tích mổ xẻ, có những góc nhìn đa chiều hơn về mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp thì let's go. Đầu tiên, khẳng định lại cho rõ là nếu ngày hôm nay những lãnh đạo hoặc là những sếp lớn nào mà hô hào với các bạn hãy xem công ty là gia đình thì đó là thao túng tâm lý. Tại sao? Tại vì gia đình là một cái yếu tố gắn liền với rất nhiều tình cảm trong tiềm thức của mỗi chúng ta. Cho nên khi mà họ chạm tới cái yếu tố gia đình, việc này nó kích hoạt lên rất nhiều cảm xúc bên trong các bạn. Và khi đó các bạn sẽ rất dễ bị thao túng tâm lý và hành vi, dễ bị dẫn dụ vào một cuộc chơi thiệt thòi mà các bạn không có biết. Ok. Chưa kể là cái việc đánh đồng khái niệm công ty và gia đình là một, là một việc hoàn toàn sai. Bởi vì về mặt hình thức, có thể công ty và gia đình nó có nhiều nét tương đồng, nhưng về mặt mục đích và bản chất và sự tồn tại thì đó là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng nhau phân tích kỹ hơn dưới góc nhìn quản trị. Thứ nhất, mục đích tồn tại của một công ty là để tạo ra và cung cấp một sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể cho thị trường. Ngược lại, mục đích tồn tại của một gia đình đó là tạo ra một môi trường để mỗi thành viên trong gia đình có thể phát triển một cách toàn diện. Do vậy, những thành viên trong công ty được gắn bó với nhau bằng mục tiêu chung, lợi nhuận, thu nhập. Ngược lại, các thành viên trong gia đình lại gắn bó với nhau bằng quan hệ máu mủ, tình thương, sự nâng đỡ và chăm sóc. Nhân viên thì có thể sa thải và tuyển mới rất nhanh và dễ hơn, nhưng thành viên trong gia đình thì không dễ để sa thải một đứa con hoặc là tuyển một đứa con mới. Về cách thức tổ chức thì trong công ty các bạn có thể làm những công việc khác nhau và những chuyên môn khác nhau, nhưng bắt buộc chúng phải đóng góp năng lực cho mục tiêu chung, đó là tạo ra một sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Ví dụ, trong một cái công ty xây dựng, các nhân viên có thể làm những cái công việc khác nhau, nhưng tất cả những việc làm đó đều phải hướng về mục tiêu là tạo ra những công trình xây dựng chất lượng. Ngược lại, trong một gia đình, khi các thành viên phát triển, họ hoàn toàn có thể theo đuổi những ngành nghề và lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì tới nhau hết luôn. Ví dụ, trong một gia đình có bố mẹ và ba đứa con thì ông bố có thể làm bác sĩ, người mẹ làm nội trợ, con cả đi bán sữa, con thứ nối nghiệp ba làm bác sĩ, con út đi làm YouTuber. Không liên quan tới nhau hết, miễn là mỗi cá nhân có thể phát triển một cách toàn diện, thành công và hạnh phúc với thứ mà họ đang làm, vậy là ổn. Thứ ba, yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một doanh nghiệp thành công đó là lợi nhuận. Dĩ nhiên là đây là hệ quả của việc cung cấp một sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng. Ngược lại, yếu tố đánh giá sự thành công của một gia đình đó là sự hạnh phúc của từng thành viên trong gia đình và sự gắn kết giữa họ với nhau. Dĩ nhiên, sự hạnh phúc này phải được xây dựng trên nền tảng của tiền bạc, thu nhập đóng góp từ các thành viên. Tuy nhiên, không chỉ là tiền bạc, vật chất mà nó còn phải đến từ sự kết nối, sự chia sẻ, sự quan tâm và chăm sóc mà họ dành cho nhau. Cuối cùng thì rơi vào khó khăn và khủng hoảng. Dĩ nhiên, những doanh nghiệp sẽ nỗ lực để cải tiến quy trình, cập nhật năng lực cho nhân viên, vân vân và mây mây. Nhưng tiêu chí gốc rễ phải bảo vệ đó là bottom line, tiền. Bởi vì nếu hết tiền là doanh nghiệp sẽ mất khả năng sản xuất và mất khả năng trả lương cho tất cả những nhân viên, doanh nghiệp sẽ tan rã. Ngược lại, khi rơi vào khó khăn và khủng hoảng thì gia đình thường sẽ đặt cái sự an nguy cho tất cả những thành viên trong gia đình lên cao nhất. Họ sẵn sàng hy sinh tiền bạc, vật chất, thậm chí là tính mạng để bảo vệ sự an toàn của nhau. Và bottom line của một gia đình đó là con người. Người con là gia đình con, huyết thống sẽ được duy trì. Và rồi dĩ nhiên là khi đối diện với tình huống cần phải hy sinh các thành viên trong tổ chức thì đối với một công ty, những nhân viên cấp thấp sẽ phải hy sinh đầu tiên. Bởi vì ra trận mà các bạn, thí quân thì dễ hơn là trảm tướng. Ngược lại, khi cần cái sự hy sinh trong gia đình thì những người đứng đầu luôn là những người hy sinh đầu tiên. Khi rơi vào khó khăn khủng hoảng, bố mẹ sẽ là người đầu tiên hy sinh quyền lợi, thời gian, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình để bảo vệ những người còn lại. Kế đến là ông bà, sau đó mới đến anh chị và cuối cùng mới là các em nhỏ. Dĩ nhiên, anh chia sẻ ở đây là nguyên tắc nha. Còn trong thực tế chúng ta nhìn thấy rồi, đó là vẫn có những cái gia đình rất là gia trưởng, ích kỷ và độc đoán, nơi mà quyền lợi của người chủ gia đình luôn đặt lên trên hết, bất chấp đúng sai. Và rồi dĩ nhiên cũng có những cái doanh nghiệp mà khi rơi vào khó khăn, khủng hoảng thì cái hàng ngũ lãnh đạo họ chia rẽ, xào xáo, hãm hại lẫn nhau để rồi sinh ra đại loạn. Anyway, tóm lại, nói đơn giản về mặt bản chất, công ty tồn tại là vì sản phẩm và thu nhập, nhân viên sẽ là phương tiện, còn gia đình tồn tại là vì các thành viên trong gia đình
tiền bạc, vật chất là phương tiện. Do đó, mối quan hệ giữa nhân viên và công ty là mối quan hệ được xây dựng trên nguyên tắc lợi ích đôi bên. Nếu không còn lợi ích thì mối quan hệ này lập tức tan vỡ. Ngược lại, gia đình là mối quan hệ huyết thống. Dù các bạn có ra phường để từ mặt nhau, nhưng huyết thống vẫn là huyết thống. Ý thức được rõ ràng bản chất này của mối liên hệ, đây sẽ là ba bài học quan trọng dành cho mọi người đi làm. Thứ nhất, các bạn phải xác định rõ cái lợi ích mong muốn của mình khi đi làm, không được phép mơ hồ. Dĩ nhiên, lợi ích ở đây thực tế nhất đó là tiền lương, thu nhập, công tác phí, chế độ bảo hiểm, tiền thưởng, thậm chí kể cả quyền được mua cổ phần của doanh nghiệp đối với những lãnh đạo. Nhưng bên cạnh đó, lợi ích còn là cơ hội được huấn luyện, được phát triển năng lực, cơ hội được tiếp cận những cái công nghệ máy móc hiện đại hoặc xây dựng những mối quan hệ có giá trị trong cuộc sống. Đây cũng là những lợi ích không thể xem nhẹ được. Anh còn nhớ là cái ngày mà anh mới ra trường đi làm, thì lúc đó cái lợi ích quan trọng nhất mà anh xác định cho mình đó là cái sự phát triển, cái trải nghiệm và mở rộng tầm mắt của mình. Cho nên là sau 6 tháng sau khi anh hoàn thành thử việc và được nhận vào công ty, thì ở thời điểm đó anh hoàn toàn có thể lựa chọn làm một cái vai trò về planning để làm chiến lược và ở công ty vùng ở châu Á Thái Bình Dương hết. Nhưng anh xung phong để tham gia vào cái đội gọi là Business Development, và đó là cái đội tiền phương, nghĩa là nó mở ra một cái giai đoạn suốt một năm sau đó mà anh bận rộn ngoài sức tưởng tượng. Anh liên tục phải bay đi tất cả những cái quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và những ngày tháng đó là anh ngủ lúc 1 giờ sáng, 2 giờ sáng anh ra sân bay và bay lúc 3 giờ sáng, rồi đến nơi và họp liên tục 12, 13 tiếng sau đó, rồi đi thăm các cái trung tâm, đi gặp những cái giáo viên từ tất cả những cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Và nó bận rộn ngoài sức tưởng tượng, nhưng lương của anh vẫn là mức lương cũ. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn mà anh hoàn toàn không có một chút hối tiếc nào hết. Bởi vì trong những ngày tháng cực kỳ bận rộn, tối tăm mặt mũi, không có thời gian để ngủ đó, thì anh được mở mang tầm mắt. Anh được nhìn thấy cái văn hóa, cái nền kinh tế, cái cách vận hành xã hội của rất nhiều quốc gia trong khu vực. Anh được tiếp xúc với những cái người giáo viên giỏi nhất của mỗi cái quốc gia đó, để cảm nhận được cái tâm huyết, cái tài năng, cái sự tận tụy của họ. Thì trong suốt một năm đó, cái sự học hỏi, cái sự trưởng thành và những cái nhận thức mới mẻ mà anh lĩnh hội được, anh nghĩ nó có giá trị gấp 10 lần tiền lương mà anh nhận được mỗi tháng. Cho nên cái rất quan trọng trong cuộc đời, anh tin là mình phải biết rất rõ mình muốn cái gì và có sự nghiêm túc, quyết tâm để đạt được nó. Đó là cái lợi ích cho bản thân của chúng ta. Right? Và rồi cuối cùng, trong một số trường hợp, các bạn làm việc trong một tổ chức có khả năng mang lại những cái tác động rất là ý nghĩa cho xã hội. Ví dụ như là một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức bảo vệ môi trường hay là bảo vệ quyền trẻ em, một tổ chức thiện nguyện. Thì trong trường hợp đó, cái tác động xã hội tích cực đó, nếu nó gắn liền với một cái ước mơ hoặc giá trị sống của riêng các bạn, thì đây cũng là một lợi ích cá nhân. Tóm lại, khi tham gia hoạt động trong một tổ chức, mỗi người phải xác định rất rõ những cái lợi ích trước mắt và dài hạn của bản thân mình trong quá trình hợp tác. Bởi vì người đời có nói rồi, kẻ không có gì mình thì trời tru đất diệt đó hả? Thứ hai, ngược lại, các bạn cũng phải rất tỉnh táo và liên tục khách quan đánh giá về lợi ích mà các bạn đang thực sự đóng góp cho tổ chức. Cái này tuyệt đối không được chủ quan. Tháng trước có thể là vai trò và công việc của các bạn rất là giá trị và ý nghĩa đối với công ty. Điều đó không có nghĩa là tháng này những giá trị và ý nghĩa đó vẫn giữ nguyên và không thay đổi. Tuyệt đối không được ngây ngô tưởng là mình đã đóng góp trong suốt 10 năm, cống hiến rất nhiều, cho nên đến năm thứ 11 công ty sẽ rất là quý trọng các bạn. Không. Bởi vì trong 10 năm đó các bạn vẫn nhận lương mỗi tháng mà. Các bạn vẫn được thưởng cuối năm, vẫn nhận đầy đủ tất cả những phúc lợi cơ mà. Tất cả những ân oán nợ nần trong 10 năm đó đều đã được thanh toán đầy đủ trong 10 năm đó. Năm thứ 11 chúng ta sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Không ai nợ ai hết. Bắt đầu đổi chác lại từ đầu. Nghe nó có vẻ hơi phũ phàng, nhưng bản chất của nó là sự sòng phẳng. Cho nên một nhân viên khôn ngoan và tỉnh táo, dù có đi làm 10 năm hay 15 năm cho cùng một doanh nghiệp, họ vẫn phải luôn liên tục tự đánh giá lại cái giá trị và lợi ích mà mình đang mang lại cho doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Và khoảnh khắc các bạn nhận ra là cái cán cân lợi ích đó đột nhiên bị rơi xuống đất thấp, nghiêng về cái phía giá trị mà mình đang tạo ra, thì các bạn phải cẩn thận. Thời điểm đó xác suất rất cao các bạn sẽ rơi vào tầm ngắm của một đợt cắt giảm nhân sự, dù các bạn làm ở vị trí nào đi chăng nữa. Cho nên thẳng thắn đi các bạn, quay trở về câu chuyện của đầu năm 2023, chúng ta nhìn thấy là công ty Google
sa thải 11.000 nhân sự. Nhưng liệu chúng ta có tự hỏi là tại sao Google vẫn giữ lại 170.000 nhân sự còn lại hay không? Vậy 11.000 người bị sa thải đó, họ có tự hỏi là tại sao họ lại nằm trong nhóm 7% bị cắt giảm mà không nằm trong nhóm 93% những người còn lại không? Thì câu trả lời chính là câu chuyện của cán cân lợi ích của đôi bên mà thôi. Sự sòng phẳng. Và rồi, nguyên tắc cuối cùng đó là open communications, cởi mở giao tiếp một cách thẳng thắn. Bất cứ khi nào các bạn ý thức được cái sự mất cân bằng về lợi ích giữa hai phía thì các bạn cần có thái độ dũng cảm, thẳng thắn để trao đổi với cấp trên của mình, làm rõ mong đợi từ hai phía và cởi mở để tìm kiếm sự điều chỉnh chủ động từ mỗi bên. Nguyên tắc đó là hãy nói chuyện trước khi có chuyện, hãy chuyển đổi trước khi bị đánh đổi. Sau khi làm tốt được 3 điều trên, cái lý nó đúng rồi, thì tới lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu có thể nói về cái tình. Bởi vì anh biết là tới lúc này chắc chắn sẽ có những bạn tự hỏi là anh Trí ơi, không lẽ đi làm lúc nào nó cũng đen trắng, rạch ròi, đổi chác một cách lạnh lùng như vậy hả anh? Chốn công sở liệu có tình người không anh Trí? Có chứ em, lý đúng thì tự khắc sẽ nảy sinh tình. Và tình chỉ vững bền khi được xây dựng trên lý. Điều thú vị nè, đó là gia đình và công ty, mặc dù nó hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất, nhưng nếu hai mô hình này học hỏi và tận dụng được những ưu điểm trong cách thức tổ chức và vận hành của nhau, họ sẽ tạo nên những mô hình ưu việt hơn, có khả năng tồn tại và phát triển mạnh mẽ, vững bền hơn rất nhiều. It's beautiful. Cụ thể luôn nha, nếu một công ty vận dụng được cái yếu tố nuôi dưỡng và phát triển của gia đình trong cách thức tổ chức và xây dựng đội ngũ của mình, họ không chỉ tuyển nhân viên để làm việc và trả lương, họ sẽ đầu tư nguồn lực để giúp nhân viên của mình định hình được con đường phát triển sự nghiệp phù hợp. Nó gọi là career path. Để rồi nhân viên có thể nâng cấp và hoàn thiện được năng lực chuyên môn, quản trị, và cái nhân viên đó sẽ càng ngày càng trở nên rất tinh nhuệ. Việc này giúp cho công ty có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, và nhân viên đó cũng có con đường thăng tiến và có được thu nhập cao hơn. Cái win-win lớn hơn cho cả hai. Tiếp theo là nếu công ty vận dụng được cái yếu tố kết nối, giao tiếp, chia sẻ của gia đình trong cách vận hành, quản lý, thì khi đó cái người quản lý không chỉ kiểm soát mà còn được giao cái trách nhiệm là kết nối, thấu hiểu và tương trợ cho sự phát triển của cấp dưới. Việc này không chỉ giúp cho đội nhóm phát triển năng lực mà nó còn giúp cho nhân viên cấp dưới có thể giải tỏa được căng thẳng, áp lực, phát sinh được cái sự thấu hiểu, tôn trọng, tin tưởng và gắn bó với nhau. Những cảm xúc tích cực này sẽ giúp cho đội ngũ tăng khả năng chống chịu trước áp lực và khủng hoảng, giảm thiểu cái sự ganh ghét, đố kỵ, ngờ vực trong công việc. Về lâu dài, nó mang lại không chỉ nhiều tiền hơn mà còn là sự bình an, vui tươi và sáng tạo cho tất cả mọi người trong tập thể. Và cái năng lượng đó sẽ thôi thúc những sáng kiến để mang lại còn nhiều tiền hơn và nhiều cơ hội hơn nữa cho tất cả mọi người. It's a super super big game. Dĩ nhiên, trong suốt quá trình đó, doanh nghiệp không được quên là tất cả cái sự nuôi dưỡng, hỗ trợ, kết nối và chia sẻ này vẫn phải nhắm vào cùng mục đích đến chung của công ty, đó là tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nhằm kiếm thu nhập nhiều hơn, chứ không phải dùng để phục vụ cho những mong muốn và nhu cầu cá nhân của từng người. Cho nên, nếu ngày hôm nay các bạn gặp một người sếp hùng hồn chia sẻ công ty mình là một gia đình, thì cẩn thận: một là người ta nói xạo để lừa phỉnh các bạn, hai là đó là một người sếp vẫn còn rất non và xanh, giàu lý tưởng hoài bão nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Ngược lại, nếu các bạn gặp một cái người sếp tự tin chia sẻ là công ty của mình có cái văn hóa và cách vận hành rất nhiều điểm tương đồng với một gia đình, có khi đó sẽ là một doanh nghiệp rất thú vị mà các bạn có thể tìm hiểu và nghiên cứu sâu về cái văn hóa và cách thức vận hành phát triển của họ. Và anh chia sẻ điều này là từ kinh nghiệm cá nhân của anh, bởi vì 14 năm về trước, anh Trí đích thị là một anh sếp non, xanh, đầy hoài bão, lý tưởng và ngu ngơ. Anh luôn tin là công ty là một gia đình, và anh thật tâm muốn làm điều đó. Cho nên tất cả doanh thu và lợi nhuận kiếm được, anh đặt hết vô để mang lại cái niềm vui, sự hạnh phúc cho những thành viên trong công ty, để giúp họ theo đuổi tất cả những cái cá tính, những cái sở thích của riêng họ. Kiếm được tiền là bọn anh sẽ tổ chức cho mọi người ca, hát, nhảy múa, đóng kịch, tổ chức những cái đêm biểu diễn cho sướng, rồi dùng tiền để đi du lịch, đi khám phá, đi trải nghiệm, rồi quay quần bên bếp lửa, tình anh em, chị em, tất cả rất là đầm ấm, đầy cái sự chan hòa, đầy cái sự yêu thương. Chỉ là
bọn anh không có lời. Tất cả lợi nhuận đốt sạch cho tất cả những cái hoạt động vui chơi và thỏa mãn cái sự hạnh phúc sung sướng đó. 3 năm sau khi anh khởi nghiệp, công ty vẫn không có một đồng lời nào hết. Anh không thể tăng lương cho nhân sự của mình được. Để rồi đỉnh điểm là đến một ngày, cái bạn nhân viên đầu tiên của anh đến gặp anh và nước mắt ngắn dài, nói là anh Trí ơi, đi cùng với anh xây dựng công ty đến ngày hôm nay, em rất là vui, em rất là hạnh phúc, em rất là thích cái môi trường làm việc này, nhưng em không sống được bởi vì cái thu nhập thấp quá. Và anh biết là anh không thể tăng lương cho bạn được bởi vì không còn tiền để làm chuyện đó. Để rồi khi mà cái bạn nhân viên đầu tiên đó nghỉ việc, đó là một cái sự thức tỉnh rất là lớn. Đúng không anh? Là trách nhiệm của một cái người xây dựng doanh nghiệp, đó là phải lo cho nhân viên ấm no rồi mới lo hạnh phúc. Việc đầu tiên là phải có lợi nhuận để cải thiện đời sống của nhân viên, để phát triển doanh nghiệp, để đầu tư vào những cái dự án mới, để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người. Thì anh nghĩ đó là cái tinh thần mà bọn anh nỗ lực để thay đổi và xây dựng trong suốt 10 năm sau đó. Để rồi đến ngày hôm nay, anh tin là cái tập thể của bọn anh là một cái tập thể có cái sự gắn bó trên tinh thần của những người đồng đội, cộng sự, quý mến, tôn trọng và hợp tác với nhau, hỗ trợ, huấn luyện và cùng nhau để theo đuổi những cái dự án lớn hơn, để tạo ra những cái sản phẩm mới, để nâng cấp cái trải nghiệm và dịch vụ cho khách hàng. Và tất cả mọi người đều có cái ý chí để giúp công ty trở nên ấm no, giàu có, sung túc hơn và có thể phát triển một cách vững vàng hơn. Để rồi ngày hôm nay bọn anh tự tin là mình có thể trả lương cho nhân viên của mình không thua bất cứ một cái công ty và tập đoàn đa quốc gia nào. Và làm giáo dục, làm nghiêm túc, vẫn có thể sống no, sống khỏe và sống sung sướng. Anh nghĩ đó là một điều rất thực tế và rất hiệu quả cho công việc. Điều thú vị ngược lại nữa, dĩ nhiên là khi một gia đình có thể vận dụng được những phương thức quản lý của một doanh nghiệp trong cách vận hành và tổ chức của gia đình, nó cũng sinh ra rất nhiều những cái lợi. Thứ nhất, nếu như doanh thu, sản lượng, lợi nhuận là cái yếu tố rất dễ đong đếm trong một doanh nghiệp, thì ngược lại, niềm vui, hạnh phúc, sự kết nối là cái gì đó rất là mơ hồ và khó đong đếm trong một gia đình. Cho nên nếu bố mẹ có được cho mình cái tư duy vận hành gia đình theo những dự án project based, thì cái cách thức quản lý đó nó sẽ tạo nên cái sự chặt chẽ và khoa học và cái nền tảng để phát triển gia đình hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ, lên một dự án để cải thiện sức khỏe cho tất cả những thành viên trong gia đình trong vòng 6 tháng thông qua các hoạt động thể dục thể thao cùng nhau, hoặc là việc thay đổi cái chế độ dinh dưỡng sao cho khoa học hơn, lành mạnh hơn cho gia đình. Lên dự án để tổ chức các cái chuyến team building thường kỳ cho gia đình mỗi tháng một lần, rồi mùa hè, những ngày lễ Tết, để cải thiện cái sự chia sẻ, thấu hiểu, tích lũy những cái kỷ niệm sâu sắc và ý nghĩa cùng với nhau. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức, lên kế hoạch, ngân sách và phân bổ những vai trò trách nhiệm để triển khai những dự án đó một cách khoa học, chặt chẽ để mang lại những kết quả rất cụ thể trong gia đình. Tiếp theo, làm rõ về phân công công việc, vai trò và trách nhiệm cho mỗi thành viên trong gia đình, chứ không phải tất cả mọi thứ cứ làm theo tình cảm. Mẹ nấu ăn, bố rửa chén, con trai phơi quần áo, con gái dắt chó đi dạo. Phân chia vai trò trách nhiệm rõ ràng và mỗi thành viên đều biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Khi đó họ sẽ phối hợp với nhau, chứ không phải là cứ ai có nhiều tình thương hơn người đó sẽ tự động, tự giác đi làm. Thì khi đó cuối cùng bà má gánh tiền làm hết. Và khi má rơi vào cái sự mệt mỏi, áp lực với tất cả những cái việc tủn mủn vụn vặt trong gia đình, bà trở nên già hơn, xấu đi, cằn nhằn, nhăn nhó suốt ngày. Khi đó thử hỏi gia đình có hạnh phúc được hay không. Cho nên việc làm rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên là một điều rất là hay trong một gia đình. Và dĩ nhiên trách nhiệm khi đó phải đi kèm với hình thức kiểm điểm nghiêm túc. Nếu bỏ bê và không hoàn thành trách nhiệm, chúng ta không dễ dãi, qua loa, nói thôi kệ, con nít mà, nó có biết gì đâu. Không. Cách tiếp cận này sẽ giúp các con trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều, có tinh thần trách nhiệm cao cho bản thân sau này khi các cháu bước vào cuộc sống. Cuối cùng sẽ là rất tuyệt vời khi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có ý thức và cập nhật được về tình trạng tài chính của gia đình, được tham gia vào những quyết định tài chính quan trọng của gia đình. Con gái của anh từ khi biết đếm và biết cộng trừ thì cháu đều biết và thường xuyên hỏi về chi phí của những món đồ mà bạn được mua. Con trai của anh thì từ năm 12 tuổi là bọn anh đã bắt đầu thường xuyên chia sẻ và cập nhật cho con mình về cái tình hình kinh doanh của bố mẹ, các quyết định đầu tư quan trọng của gia đình. Và từ năm 14 tuổi thì con được khuyến khích để tìm hiểu về chi phí sau này khi mà con đi du học và sinh sống ở nước ngoài. Thậm chí là ngày hôm nay con trai của anh có tiền tiêu vặt
và tiền đó được kế toán chuyển khoản cho con cùng với đợt chuyển lương cho nhân viên hàng tháng. Và con trai anh biết rất rõ là những khoản chi tiêu nào thì ba mẹ sẽ chi trả và những khoản chi tiêu nào thì con sẽ phải tự xoay sở từ tiền lương hàng tháng của mình. Suy cho cùng, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất để mang lại hạnh phúc, nhưng không có tiền thì sẽ rất dễ rơi vào sự bất hạnh. Có đúng không các bạn? Cho nên chia sẻ tới đây, anh mong là có thể nó giúp mọi người có một cái góc nhìn cởi mở và hiện đại hơn. Đúng là về mặt bản chất, mục tiêu của công ty và gia đình vẫn khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chúng ta học hỏi và vận dụng được những ưu điểm để cải tiến cách thức tổ chức và vận hành, thì nó sinh ra những cái phương thức tổ chức doanh nghiệp, cách vận hành gia đình khoa học, nhân văn và hiệu quả hơn rất nhiều. Kết lại, nếu các bạn hỏi anh thì anh sẽ khuyên các bạn là không nên trung thành với công ty, lãnh đạo hay thậm chí với bố mẹ, gia đình. Mà suy cho cùng, chúng ta cần phải trung thành với những nguyên tắc, sự cân bằng về lợi ích, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tận tụy, sự dũng cảm, chân thành và thẳng thắn. Đó là chiến lược cốt lõi mà ngày còn trẻ anh được thấm nhuần từ những cái chia sẻ và giảng dạy của thầy của mình. Đó là giáo sư Stephen Covey, là người đưa ra cái triết lý và Principle Center Leadership, là cái tinh thần lãnh đạo xây dựng trên những nguyên tắc. Và anh nghĩ cái tư tưởng đó khiến ông trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới trong thế kỷ 21. Anh mong là cái bài học và những cái góc nhìn từ thầy của anh có thể giúp được các bạn có một thái độ điềm tĩnh, khôn ngoan hơn để dẫn dắt sự nghiệp của mình, đội nhóm, gia đình của mình vững vàng để đương đầu với những thử thách và khó khăn biến động đang mở ra phía trước. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ.